Trời ơi, nghe tiếng đàn, nghe giọng ca, em nhớ những ngày mình ở bên mẹ, bên cha. Mà ba thì rất mê giọng cổ, mẹ thì rất yêu cải lương. Rồi để cái đĩa ra ngoài hàng ba, rồi hát, rồi nằm. Thì mẹ quạt nướng bánh tráng, rồi uống trà. Và tất cả những điều đó nó là một kỷ niệm của mỗi một người với cải lương. Nó không thể nào quên được. Và anh chị ơi, trong cái giây phút này, những kỷ niệm gì mà thật là đáng nhớ của hai người, hãy chia sẻ với khán giả đi. Nếu mà nói với kỷ niệm người nghệ sĩ đó thì nhiều lắm. Khi gặp nhau đi lưu diễn đi đó, hát. Đó, cái lúc đó mà đi diễn với nhau á, cái thời mà Kiếm Hiệp á, cái thời mà Kim Chung đó, ngày xưa là micro treo kéo qua kéo lại phải không anh chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái tuồng Kiếm Hiệp có bao giờ mà mình quánh kiếm rồi chặt đứt luôn cái micro không chị? Có. Vậy đó hả? Có chứ. Trời đất ơi. Giặt luôn. Đó đó. Giặt luôn. Nhưng là nếu mà các em kéo micro đó mà đôi khi nó lơ đễnh. Yeah. Không đi không. Chứ đúng ra trước khi mà có màn đấu võ đấu kiếm thì các em nó kéo hết lên trên, kéo hết lên trên cao. Nhưng mà các em nó lơ đễnh thì nó lại tự nhiên nó lại phân tâm. Vâng. Nó làm lơ lửng. Yeah. Kiếm á mà đánh dơ cao á, thì đôi khi bực kém mạnh rớt luôn cái micro. Rồi sao? Còn rồi, con cái à? Kéo màn lại. Kéo màn lại. Kéo màn lại. Rồi bắt đầu nói dây. Rồi bắt đầu hát tiếp. Có nhiều sự cố đấy mày. Tức là cái vị trí đứng ở những vị trí nào là phải đạo diễn gạch dấu, đánh dấu. Đúng rồi. Diễn viên vô cái sen đó. Bây giờ kéo tới đâu đó. Làm chuẩn đó. Kéo qua. Là dở thành bạch đúng không? Là dở không? Bước tới mấy câu gì bạch qua là micro di chuyển là chuyển qua. Nó cũng có khi sự cố cũng phù mỡ. Vẫn có. Phù mỡ là vô đầu em, vô đầu. Nó kéo cái bụp vô cái đầu chứ. Vô cái cái bụp vô. Ở nó xà xuống thấp quá. Không có, nó sơ ý đó. Nó làm cái bụp vô đây. Em nó lơ để nó phân tâm. Có khi vô nó sưng lên. Chị Thanh Kim Huệ đã mang lại một cái không khí rất là tuyệt vời, đầy yêu thương cho anh Thanh Tuấn. Làm mềm mại đi cho anh em chúng tôi để nói chuyện nó khô khan với nhau. Thì có lẽ ở đây, trong quá trình phát triển sự nghiệp của anh Thanh Tuấn, khi diễn chung chắc là khán giả sẽ lầm tưởng là hai người này là một cặp. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Có. Khi mà vui lắm, khi đi lưu diễn á, khi anh Thanh Tuấn á, lúc trước á thì anh ảnh đi cái thấy ảnh đi mình hỏi, ủa ông đây bà Huệ đâu? Rồi cái khi anh Huệ đi lưu diễn á, thì nói ủa bà đây rồi còn ông Tuấn đâu? Người ta nghĩ là ngoài đời đó Thanh Tuấn, Thanh Huệ là một cặp vợ chồng. Nhưng mà Thanh Tuấn ra đời này đúng, Thanh Tuấn và Thanh Huệ là vợ chồng ở sân khấu nghệ thuật, vợ chồng của nghệ thuật. Còn vợ chồng ngoài đời là Thanh Điền với Thanh Kim Huệ mới là vợ chồng. Rồi anh Thanh Điền á, có bao giờ phản ứng gì với cái chuyện đó không? Không, không, không. Trong nghề hiểu nhau. Anh Thanh Điền Tuấn còn thân hơn nữa đó. Hai anh em thân nhau lắm. Đó, thành ra cái sự hiểu nhau nó rất là quan trọng trong nghệ thuật và trong cuộc đời. Thì nhìn lại chặng đường đã qua thì chị có cảm nhận gì về cái sự phát triển của một người con miền Trung mà thành danh trong một bộ môn cải lương mà là cái nôi của miền Nam à? Thì anh Thanh Tuấn á, thì nói chung có chất giọng bẩm sinh rồi. Còn cái người danh ca, trước tiên thì Thanh Huệ nghĩ là phải có một cái chất giọng bẩm sinh nó đẹp sẵn. Cộng theo đó là cái sự trui rèn, gọi là văn ôn võ luyện. Luyện để là có những cái chữ khi thu đĩa với nhau, anh Tuấn cũng tìm tòi là những cái chữ hay. Thanh Kim Huệ cũng vậy, tìm tòi những chữ hay để mà đáp lại. Đó, anh Thanh Tuấn thì Thanh Huệ thấy là anh là người rất là thẳng thắn, rất là thương, là quý anh ở chỗ đó. Mà anh đôi khi nóng lắm á, khi tính rất là nóng. Nóng, khi đụng chuyện gì là lam xùm đây kia, nhưng mà vô hại. Cái người vô hại, cái người nóng nhưng mà chút xíu là hết. Nhưng mà người nghệ sĩ đôi khi là phải có cái tính chất đó. Bởi vì Thanh Bạch cũng hiểu là người nghệ sĩ nó đa dạng khi bước ra sân khấu. Đôi khi cái mình khóc đây nè, vừa khóc đây cái mình phải giận liền. Đúng không? Khi mình giận liền, mình đang tức tối mình la hét, nhưng mà khi nghe có tin gì đó là mình phải nước mắt rơi xuống liền. Thì cái tâm trạng mình thay đổi liên tục. Người nghệ sĩ phải có tâm hồn nhạy bén mới đáp ứng được cái những cái diễn xuất đó. Và thưa quý vị, đối với các bạn yêu nghề diễn xuất thì vừa rồi là những cái giây phút rất là quý giá. Các bạn sẽ học được ngay tại trong chương trình này, chứ không cần phải đến một ngôi trường chuyên nghiệp nào khác, ngồi tại nhà và xem TV, chia sẻ cùng với chúng tôi với những chặng đường của ngôi sao đương thời. Thì đây là những bài học vô giá mà các nghệ sĩ tặng không cho tất cả các bạn và các em yêu nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn. Và xin mời anh Thanh Tuấn hãy thể hiện tình cảm của mình với chị Thanh Kim Huệ. Chương trình sẽ gửi một bó hoa tươi thắm. Anh gửi em bó hoa này, gọi là bó hoa tình thương bên thương. Dạ. Của người anh nghệ thuật gửi cho em. Của người chồng nghệ thuật. Của một người chồng nghệ thuật, chồng sân khấu gửi Thanh Kim Huệ. Em thì không biết nói gì, thì em chỉ nói là điều mà em mong ước, mà cũng như là Huệ nghĩ rằng tất cả khán giả cũng đều mong ước, là anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.
để 1-20 năm sau tiếng hát Thanh Tuấn vẫn còn vang mãi. Xin cảm ơn chị Kim Huệ rất nhiều ạ. Chúc chị có nhiều sức khỏe và cũng tiếp tục những cái gì có thể cống hiến được cho khán giả trẻ của chúng tôi.